Thưa quý vị, có hơn 50 điểm bị vẽ bậy, thậm chí là viết những cái câu chửi gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt như là tại khu vực tôi đang đứng đây, đó là phố đi bộ Bùi Viện, thì các cái viết vẽ bậy cũng như là các cái câu chửi ngoạch ngoạc xuất hiện tràn lan và ấn đầy trên các cái cột điện hay là các cái hộp đèn, gây một cái sự khó chịu cho các du khách, đặc biệt khi nơi đây là nơi tập trung rất nhiều những du khách nước ngoài. Phạm Ngũ Lão cũng là cung đường mà có lượng khách du lịch ghé thăm rất là đông đảo. Thế nhưng thì tràn ngập tại các trạm xe buýt hay là trên các bức tường thì đầy những cái nét vẽ ngoệt ngoạc, thậm chí là cả những cái câu chữ thể rất lớn bằng tiếng Anh. Và điều đặc biệt là tôi không biết bằng một cách nào mà thậm chí những hình vẽ xấu xí này lại còn có thể hiện diện lên cả trên nóc chợ như thế này. Hiện tại thì Ủy ban Nhân dân quận 1 đã trang bị hệ thống camera giám sát cũng như là tăng cường việc tuần tra để xử lý nghiêm các hành vi viết vẽ bậy, đồng thời cũng thực hiện việc khôi phục hiện trạng ban đầu tại những nơi có những hình vẽ không đẹp như thế này. Điều đáng nói rằng hành vi viết vẽ bậy lên tường rào hoặc cửa cuốn của các công trình xây dựng chỉ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, và phải chăng mức phạt được cho là quá thấp thì không đủ sức răn đe những ý tưởng sáng tạo bất chợt nhưng không mang lại một giá trị nghệ thuật nào cho những không gian công cộng tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như thế này.